cause you'll see that they'll be calling me, calling me, and you'll be calling me, calling me. Ok, let's go. Chào mừng anh em trở lại channel của Micron. Hôm nay là đầu tuần cũng như là mùng 3 Tết. Chúng ta sẽ sắp sửa phải chia tay Tết rồi. Rất là buồn nhưng mà sẽ phải quay trở lại với công việc và học hành. Học tập và làm việc em nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi nhập cốt tuần như mọi clip ở đầu mỗi thứ hai này. Cốt tuần M312, cốt tuần mới 312. Mỗi tuần mới thì Gosu cũng không quên cho anh em cái sự kiện cốt tuần, và anh em nào chưa tham gia sự kiện cốt Tết của Gosu thì nhớ vào fanpage của Gosu, của kho truyền thuyết để tham gia em nha. Còn nay chúng ta sẽ đến với trận đấu ở meta mới, nơi mà Uta thể hiện sức mạnh của top 1 server Hàn Xẻng VS với top 3 em nha. Lực chiến tranh nhau khá là nhiều, để xem liệu meta mới nó sẽ diễn ra như thế nào em nha. Let's get it. Ok, trước khi vào đấy thì chúng ta sẽ đến với một con game đánh bài siêu hay khổng lồ, con game đánh bài Kawin hay nhất 2023, chơi cực kỳ dễ trúng thưởng các bạn. Và hiện tại đã có thêm một cái ưu đãi nữa, anh em mà tham gia, anh em like đăng ký kênh, tham gia nhóm của Minh Kiều, tham gia nhóm mà tôi để ở dưới cái mô tả. Cái video này thì chúng ta sẽ nhận được một gift code nhá. Nhớ là bảo bạn fan kênh của anh Kiều sang nhá. Fan kênh của anh Kiều sang sẽ nhận được một code 20k. Tôi link nhóm tôi sẽ để ở dưới cái mô tả bình luận để cho anh em chiến thử nhá. Đó là hàng ngày này. Sự kiện xui xẻ ngày nhận 3k. Hôm nay sẽ có thêm ưu đãi nữa cho những fan của anh Kiều nhá. Đổi thưởng uy tín này. Về anh em có thể add được rất nhiều tài khoản banh. Lịch sử đổi thành công rất nhiều luôn. Hiện tại vốn là 29m, mà sẽ tiếp VIP Club này. Chúng ta có thể xem tham gia hoạt động VIP Club này. Hiện tại tớ đang là VIP 3 đặc quyền, khi đặt bạn nhận được phần thưởng lên tới 266k. Đăng nhập số ngày cố định nhận thưởng sẽ là 56k này. Bạn có thể nhận thưởng thêm 5% ở sự kiện rung cây tiền. Đây cây tiền đây, rung thử cho anh em này. Chặt, hiện tại không đủ à? Nhận này. Đây là dung cây tiền anh em ạ. Cây vàng, cây bạc. Mini game, sổ số 3D. Ok, bây giờ tôi sẽ đi chiến thử con game. Đây có nhiều game lắm, bắn cá sắp đĩa này. Bắn cá nổ hũ này. Tôi vẫn trung thành quả kèo xỉu tài anh em ạ. Xỉu con này mà tài, mà đi vào làm tí nhá. Game cực kỳ hay anh em ạ. Thì đăng ký cực kỳ dễ luôn, cần mỗi số điện thoại thôi. Chúng ta có thể bắn được con game này rồi. Xỉu một mờ. Xỉu một mờ cho nó khét. Vào, tài à, ấy à, căng nhà. Đi thêm kiếm nữa à. Người ta bảo là ngã gấp ở đâu thì chúng ta phải gấp đôi ở đấy. Rồi, xin cầu đã. Anh không gấp đâu. Vận tài à. Cầu này à. Từ, cầu này tôi bỏ anh em này. Tiếng này tôi xin phép bỏ. Vận tài cơ. Ô xỉu được này. Hay thế này. Tiếng vừa rồi 17 mờ tài vẫn là xỉu được. Đây anh em nhìn tôi vãi thế này à. Ngã ở đâu chúng ta phải gấp đôi đấy nha. Ngã ở đâu phải gấp đôi đấy nha. Anh em có thể đánh nhẹ nhàng, tôi không thích nhẹ nhàng lắm. Vào phụt 2 mờ luôn. Xịt thọ. Làm sao mà xịt được đấy, cái gì chưa? Quá dễ chơi luôn. Làm 2, làm 4 mờ là làm 2 mờ nhẹ nhàng luôn. Vẫn đang là cá cược à. Ok, như vậy là đã xong con game siêu hot này. Quên, giới thiệu cho anh em mình thích nạp tiền thì cực kỳ uy tín và nhẹ nhàng. Tổng đặt thẻ cào Momo, Zalo Pay, Viettel, Qua Banking, Internet Banking rất dễ anh em ạ. Anh em nào muốn chơi con game này thì có thể tại tài chính bên kèo nhá. Link mô tả tôi sẽ để ở dưới bình luận này. Và nhớ tham gia nhóm mà tôi gửi ở dưới bình luận để nhận code miễn phí nha. Ok, sự kiện Tết nè. Chúng ta xem sự kiện răng gian đoam 5 này. Mở thử nào. Úi dồi ôi, được 5 nháy. Đây hạt này. Ánh khí này. Cái này tùy chỗ này, mở sau này. Rồi, thường nó sẽ mở tứ hoàng thôi anh em ạ. Cái đấy thường nó sẽ chúng ta sẽ vụt vào tứ hoàng thôi. Này không, ui kiếm 4 này. Để anh xem ác đã full kiếm chưa. Ác này chắc là full kiếm rồi chứ nhở. 1, 2, 3, 4, 5. Full kiếm 6 rồi này. Đội anh chị phụ nè. Tên Goku là 246. Đội anh phụ Shiki là 24. Ui, full kiếm này các bạn. Full kiếm rồi thì cũng thử. Ui, full kiếm này cũng thử phát nào. Thử vận may nào anh em ơi. Thử vận may nào. Ui, nhát nữa nào. Ui, bây giờ không được kiếm à, cay thế nhở. Thôi không được, lấy dây chuyền 2 sao cũng được. Dây chuyền còn ngoan hơn kiếm. Không được con cu giàn nữa thôi. Bây giờ tôi sẽ đây, đội hình ra sân của chúng ta ngày hôm nay gồm có Zoro, Nigashima, chơi bộ hiệu 3 sao diệt hồn đấy anh em nhá. Robin. Robin thôi diệt hồn. Luffy Gear 4 diệt hồn đấy nhá. Và sắp tới là cũng sẽ chơi diệt hồn nó xanh để xem tôi xem xanh với diệt hồn sẽ như thế nào này. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trận đấu gặp top 1 sốc gà nhá. Đây rồi, top 1 sốc gà sẽ ưu chú xanh red hair này, cực kỳ khủng này. Chơi team này không có một tí diệt hồn nào luôn. Nếu mà như này thì sẽ thua người chơi xoài dài dài anh em ạ.
thua người chứ, thậm chí là mùa này mình không biết là có bế ông này đi được không. Khả năng khó đấy. Để xem nào, test thử sức mạnh của ông chú xanh thần tị đã anh em ạ. Test thử sức mạnh của xanh thần tị mắc số nào. Để xem xanh thần tị với đại tỷ Robin xem tình hình nó như thế nào anh em nhá. Tình hình nó như thế nào này. Bên kia không chơi Young Lily à. Bên kia không chơi Young Lily là một mất mát khá lớn đấy anh em ạ. Không chiến ông chú Young Lily là một mất mát khá là lớn đấy. Đấy xanh thần tị này. Đây phản ứng ulti lại tỷ Robin nhá. Đấy anh em nhìn chưa, xanh thần tị riêng cái khoản đam là tôi đã thấy là không bằng lại tỷ Robin rồi đấy. Còn nếu như khoản thủ và khoản hiệu ứng không chế khó chịu thì xanh hơn hẳn lại tỷ Robin anh em nhá. Đều hai bên đều có một đại một lần hồi sinh. Nhưng mà nhìn chung là con xanh này không quá ngon. Không quá ngon nhá. 25.9 triệu. Úi dồi ôi thề anh em, con Zoro của cái arc này ulti không bao giờ có tí liên kích đâu luôn ạ. Dã man thật sự. Cực kỳ đen ạ. Xem khóa đây. Khóa rổ hay khóa xanh? Khóa xanh ạ. Đấy cũng là một trong những yếu tố bất lợi nhá. Nên là anh em hãy lưu ý cái điều là chúng ta nên chơi tốc độ cho xanh nhá, tránh tình trạng là bị pha như vừa rồi. Đang bị khóa cái đập diệt hồn đấy nhỉ. Đang bị khóa cái đập diệt hồn đến xanh nhá. Mojatano Mode 25.3 triệu này. Đội bạn nó không có, cũng không có liên kích. Xanh đang bị khóa thì anh em ơi. Nên là anh em lưu ý nhá, chúng ta không nên quá tham công mà hãy có tốc độ. Nếu không sẽ bị Uta bế đi ngay anh em ạ. Nếu không sẽ bị Uta là bế đi ngay nhá. Team nên cho Young Rayleigh vào trong team và build cho nó có lượng attack vượt trội hơn Zoro một tí, và cũng như là vượt trội hơn xanh một tí anh em ạ, để tránh tình trạng là bị khóa như vừa rồi. Còn Young Rayleigh nó sẽ bị miễn nhiễm 3 đau đầu nên là sẽ không sợ Uta anh em nhá. Nếu mà nó đi nhanh hơn Uta sẽ không sợ Uta. Một khi ulti xong thì mọi chuyện là coi như chấm dứt. Đấy đại tỷ Robin vẫn đang hoạt động bình thường nhá. Nè nhập tự 9 cụ này rồi, Zoro đi rồi. Xanh vừa rồi là không được ulti anh em ạ. Đấy xanh ở bên ông sóc gà vẫn chưa build haki phòng thủ nhưng mà lượng thủ vẫn khá trâu ạ. Vẫn chưa mất một lần hồi sinh của mình nhá, vẫn chưa mất một lần hồi sinh của mình này. Cái này mà cho nó thêm cây là tránh cây thân thể vào nữa thì mắc bẹo anh em ạ. Zoro quả này kill Toril này. Đau nhá, quả này đau này. Úi giời, 16 1 triệu cơ. Ui. Đi luôn Uta với Luffy anh em ạ. Ác chiến thế nhở. Phản kích ulti này. Ủa đi luôn Uta với Luffy này. Dạ man thế nhở. Mà trước khi Uta chết là vẫn kịp để lại lốt nhạc cho đại tỷ và Zoro. Zoro của mình vẫn chưa chết cơ. Chết rồi, mất Luffy kia for xe đam của ông chú xanh ông ấy tuốt thì khả năng là đau đấy anh em ạ. Đội bạn ulti của 61 triệu cơ à. Về thế nhở, điếc còn giấy đấy. Đau đấy bạn ạ. 2.9 này. Liên kích này, truy sát này. Không có truy sát à. Chỉ đi đang bị chặn hồi máu. Ui giời, Zoro à. Zoro này đớt. Rồi luôn. Anh em nhìn cái đòn đánh tay của đại tỷ Robin chưa. Tôi đã lắp thêm một ít huy hiệu attack nữa cho huy hiệu tăng attack cho đại tỷ Robin. Phải nói là cái đòn đánh thường của đại tỷ Robin cực kỳ đau nên là anh em chú ý là cho đại tỷ một chút attack nhá. Không phải một chút mà nhiều, càng nhiều attack càng tốt. Đấy xanh chém được 9.9 triệu này, hai nháy này. Truy sát này, ép truy sát cho xanh yếu anh em ạ. Chém được có 410 đam kìa. 410k. Ép truy sát cho xanh hơi yếu. Giết Uta đi, giết Uta nào. Chết rồi, Zoro đang bị ăn giảm tốc anh em ơi. Chết rồi, Zoro bị ăn giảm tốc, không biết có đi trước Uta không. Để làm quả kill Toril nào. Ui ôi, Young Ellie đi rồi. Nagapur. Ui giời ơi, vớ vẩn này, đi xanh thần tị kết hợp với diệt hồn này. Anh à. Ui mày quá, không có diệt hồn. 5.5 triệu này. Ui cái Tebio 6.1 triệu này. Một chém này. Ui giời, đại tỷ Robin vẫn kịp ulti một phát. Giết Uta nào. Liên kích. Rồi luôn, Zoro của mình, quả mình Zoro sẽ vét. Zoro vét 3 lần ulti nào. 3 lần ulti. Đây rồi. Mojatanomere một nháy này giáp hết. Mojatanomere nháy nữa này. Rồi luôn, nó phải thế. Rồi ông chú xanh yên, tôi sẽ cho ông chú xanh một cơ hội nữa anh em ạ. Tôi sẽ cho ông chú xanh một cơ hội nữa.
quá đau đến từ Mocha Tanomure này. Tôi sẽ cho ông chú xanh một cơ hội nữa nha. Ông chú xanh này không có phòng thủ. Đấy, anh em nhìn nhá, sốc gà đang build full dam nhá, thì cái lượng dam nó cũng chỉ được đến thế thôi. Nên là anh em nên lưu ý cái điều mà tôi nói, thì nếu mà anh em thật sự là muốn chơi con chú ông chú xanh này, anh em build full dam xanh không thể khỏe được nhá. Chắc chắn anh em không thể nào mà khỏe được. Đừng hy vọng quá nhiều vào lượng sát thương của ông chú xanh. Và chúng ta hãy hướng về một lối đánh lâu dài anh em ạ. Ôi, không giảm tốc của chúng ta kìa. Chết, không giảm tốc của chúng ta thì hơi căng anh em nhá. À đây rồi, giảm tốc rồi. Tưởng không giảm tốc của chúng ta thì hơi căng đấy. Cứu tôi đi, Sumaki Moja Tanomori. Liên cưới, quả này cái đạp diệt hồn bế luôn xanh rồi này. 39.7 triệu rồi luôn, vừa nói bế xong, bế luôn Zoro đi rồi anh em ạ. Đấy là pha ulti kết hợp với diệt hồn nhá, quá đau luôn. Quá kinh kinh, quá kinh kinh nhá. Rồi khóa luôn cả xanh nữa. Úi trời ơi, khả năng mình phải bỏ Uta ra. Bỏ Uta ra anh em ạ, bỏ Uta để xem xanh ulti như thế nào nào. Chứ để như thế này thì chết. Ôi, xanh đang bật đồn tại nhà tránh của mình nhá, nhà tránh 60%. Đây, nhà tránh không biết có phải 60% nhỉ, nữa chưa 40% và 40% sát thương cộng thêm này. Nhưng mà bị khóa của bởi Uta thì cũng còn cái nịt anh em nhá, nên anh em lưu ý cái khoản đấy. Xanh nên là, nếu mà anh em tóm lại như này, nếu mà anh em chơi con nào attack cao nhất team ấy thì anh em nên để cho nó cái la bàn. Nếu không là sẽ bị cái quả kèo giống như Uta này nhá. Ta khóa phát một. Mà thường là nên để cho Zoro Onigashima hoặc là Yangeli thì hợp lý hơn anh em ạ. À, để một trong hai con đấy thì hợp lý hơn, vì Yangeli nó miễn nhiễm 3 đao, còn Zoro Onigashima thì cái lượng đam nó khủng. Narapper đấy, xanh không có haki phòng thủ nhưng mà lượng thủ vẫn rất trâu nhá, dã man nhá. Cây này né tránh 40% của xanh phải nói là ngon. Đấy, xanh trâu cho anh em, nếu mà anh em build cho nó haki bán tanh thì nó còn trâu nữa nhá. Nó còn trâu thêm nữa luôn. Trận này vui dập quá. Trận này vui dập. Nhưng mà phải nói là anh em nhìn chưa? Trận đội hình mất mát đi con Giang Lely. Mất mát cực kỳ lớn luôn. Rồi luôn, chú xanh trước kịp làm gì ạ? Dã man thế nhờ. Nên tôi sẽ cho xanh một cơ hội nữa bằng cách là tôi sẽ bỏ Uta xuống. Và tôi thay còn... À, bỏ Uta hệ truyền kỳ không bỏ được anh em ạ. Hỏng, Uta hệ truyền kỳ không bỏ được. Nhẽ mình lại thay con Shiki vào. Mình thay Shiki vào hơi cùi tí nhưng không sao. Shiki này đang không có tốc. Shiki này không có tốc độ lên kích. Tôi sẽ ép tốc độ lên kích thử cho Luva Shiki để khạc cho nó đã anh em ạ. Chơi kiếm này. Ok, tốc độ lên kích cho Shiki để khạc cho nó đã. Rồi, sẽ chiến thử với top 1 nhá anh em nhá. Không có Uta. Nếu mà mình cho Uta vào khả năng là ông chú xanh chắc không được ulti dài dài đấy anh em ạ. Ông chú xanh không được ulti dài dài. Rồi, Shiki vào xem nào. Chết rồi, Shiki của tôi không chơi tịnh hóa anh em ơi. Không chơi tịnh hóa thì chiêu 1 là choáng này. Round 1 là chắc chắn là bị ăn choáng, chứ cho nó mát. Nếu mà bỏ Uta ra thì tỷ lệ thua là khá cao đấy. Tỷ lệ thua khá là cá cao anh em ạ. Thôi, để mà chúng ta muốn xem được ulti của ông chú xanh thì phải chịu thôi. Muốn xem được ulti của ông chú xanh thì phải chịu. Ôi chết rồi, không giảm tốc Uta thì gãy rồi. Asurabaki Mushitanomore 33 triệu này, liên kích. Không có liên kích thì thua trận này rồi. Để xem ông chú xanh hiện nay ulti bao nhiêu dam anh em nhá. Có Bonomono Nagabu. Rồi Uta nó khóa Yangeli rồi rồi. Dã man thế nhở, đấy là một trong những yếu tố. Nếu mà con Luffy kia phó lúc round đầu lại còn bị choáng à. Ác thế nhở. Rồi khóa Yangeli nhà mình chưa? Quá dính thật sự luôn.
Hóa Yang Lily là hóa cực kỳ dính ạ. Yang Lily chơi full bộ huy hiệu dâu trắng nên là nó có lượng attack cao nhất team. Cái tay mình là xem nào thì 2.6 triệu nhá. Rồi. Bị ăn phạt kích ulti tín từ đại tỷ đây. 6.6 triệu được chưa? Đây sẽ là pha nội tại đây, khả năng cao sẽ là nội tại đây. Thì 2.6 triệu là chưa vượt quá 4% phát HP rồi. 13.9 triệu này. Đấy nhìn mình chưa? Công ty cũng chỉ được 13.9 triệu thôi. Đây là tôi còn đã bỏ Uta đấy. Bỏ Uta là mất một lượng thủ khá lớn nhá. Một lượng khiên thủ khá lớn. Đây là một trong những con tanh build full tấn công. Đây Shiki này, lên kích. Đây rồi, lên kích. Đùa Basiki này, 23.8 triệu nha. Úi giời ơi, đùa với chúng tôi à? Đùa với chúng tôi này. Đùa với chúng tôi này. Zoro đứt rồi. Nagapu. Ui con Zoro ulti. À con Luffy ulti trước đại thì đối bin. Có phải con Zoro bên kia chết rồi không? Ui và kết hợp tuyệt hồn. Pha kết hợp tuyệt hồn. Đừng nói là tôi bỏ Uta ra và Yang Eli bị khóa một round vẫn thắng nhá. Đừng nói là bỏ Uta và Yang Eli bị khóa một round mà vẫn thắng được này. Thế thì hơi cá khê nhá. Thế thì hơi ảo đấy. Đấy, xanh nó chém chiêu 1 thì nó sẽ búp thủ cho hai con đứng đầu nhá anh em nhá. Và nếu mà mắc kỹ năng SP thì nó sẽ búp thêm cho bản thân nó 66 triệu này. Ui đau thế nhỉ. Ui Yang Eli đi luôn rồi anh em ạ. Ui lại tỷ Robin đi nốt này. Đây nha, cẳng thế nha. Liên kích 3.6. Trận này thì cá khê rồi. Trận này bỏ Uta này đúng là cá khê. Bỏ Uta là đúng là cá khê hẳn luôn ấy. Solo của mình hình như vừa lấy cũng bị chết rồi hay sao nhở. Ờ đúng rồi, bị chết rồi. Thế thì cái kia nó về không. Đây quả này kill Toril nha. Kill Toril Subaki Motion Tamara 104 triệu. Kết hợp diệt hồn xanh đi luôn anh em ạ. Ui ôi à, đúng là cái game nhân phẩm anh em ạ. Ui dồi ôi, 104 triệu đến từ Zoro Nigashima thì tôi cũng chịu anh em ạ. Lâu lắm rồi mới thấy quả kèo này top 1 Việt Nam. Ui dồi ôi, dã man anh em ơi. Quả nổ nội tại đấy đã bảo anh em rồi, một vài cái haki tấn công tầm này không có cái tác dụng gì, nhân phẩm mới là đẳng cấp. Anh em thêm một vài haki tấn công mà không tác dụng đâu, nên là anh em hãy cân nhắc kỹ điều của kèo diện hồn đấy nhá. Ui dã man thật sự, xanh không thể hiện được nhiều anh em ạ. Ông này build xanh như này thì chắc chắn là khá yếu, và nối chơi và cách để xếp đội hình của ông sóc gà như này thì hơi mạo hiểm nhá, nên kết hợp xanh với Yang Lily để cho nó có điều kiện tốt nhất. Xoài em nào để xem có ông nào đưa xanh vào đội hình nữa không. Không ông nào build haki phòng thủ nó xanh nhỉ. À đây là mình. Baby Storm có xanh nhưng chưa cho vào. Tuần chưa có thành viên nào đưa xanh vào nữa nhỉ. Thế phải đợi đến thứ 5 anh em nhá. Quá rẻ, quá rị ạ. Ui giời ơi, dã man quá anh em ạ. Kinh dị. Đổi lại Utaga. Đổi lại Utaga. Dã man quá, dã man quá, dã man quá. Này thì còn làm ăn gì nữa anh em ơi, này còn làm ăn gì nữa. PP đấu trường dưới mà đấu thì chọn chẳng hạn ông Baking Mr. Win. Để tôi xem qua các con vòng đấu nào. Mùa này gặp Hello này, Mr. Win này, Xoài, ủa toàn ông lớn, Vladimir này, Tuân. Để xem sốc đồ bạc xì tin mấy ông này có xanh chưa nhỉ. Mỡ sốc gà này, sốc gà chưa cho xanh vào trong team mà. À ok. Và nhìn chung đấy chính là hướng đi anh em nha. Đấy chính là hướng đi. Wow, loài luôn, không chú xanh. Cái lượng sát thương như này thì kinh dị anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi quả kèo đấu nha. Hôm nay review sơ sơ cho anh em về ông chú xanh thôi. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau khi mắc kỹ năng SP ở trên Việt Nam. Và lối chơi chi tiết anh cẩn thận anh em nha. Bye bye, chào tạm biệt anh em.